tiên thì đã được tiếp cận với cả chương trình tiếng Việt công nghệ giáo dục từ năm 2000 và đã được triển khai thí điểm từ năm 2007-2008 tại một trường tiểu học, đó là trường tiểu học Lương Sơn. Và qua một năm triển khai thí điểm thì chúng tôi đã nhận thấy những cái điểm tích cực của chương trình này đối với cái việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đặc biệt là chất lượng môn tiếng Việt nói riêng, nên chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo để được nhân rộng triển khai ở một số trường vùng cao nơi có tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm đa số. Và cho đến năm học vừa qua thì toàn huyện Bảo Yên đã có 31 trên 31 trường tiểu học với 100% các lớp 1 kể cả lớp ghép đã giảng dạy chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Trong quá trình triển khai, thực hiện thì chúng tôi luôn chú trọng trong việc tổ chức quán triệt tốt những cái tinh thần chỉ đạo thực hiện giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, đặc biệt là ý nghĩa và vai trò của việc giảng dạy tiếng Việt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, tạo được cái sự đồng thuận của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện. Với những năm đầu thực hiện, triển khai thì chúng tôi đã lựa chọn cái đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ và nhiệt tình trong công tác để tham gia lớp tập huấn giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục để đảm bảo cập nhật kịp thời cũng như là đảm nhiệm được cái việc trực tiếp giảng dạy tại trường, tại lớp thực hiện cái chương trình này. Và trong thời gian bồi dưỡng hè vừa qua thì chúng tôi cũng đã tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên tiểu học được tiếp cận với nội dung, với chương trình và phương pháp dạy học tiếng Việt lớp 1 công nghệ, và đặc biệt là những giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 trong năm học tới thì được tập huấn chuyên sâu về nội dung, về phương pháp giảng dạy. Song song với cái việc tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề thường niên thì chúng tôi cũng đã chú trọng tổ chức cái hội thảo chuyên đề phương pháp giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Và ngay từ đầu năm thì nhằm thảo luận và trao đổi giúp cho giáo viên nắm được cái chương trình cũng như phương pháp giảng dạy của bộ môn tiếng Việt công nghệ giáo dục này, đồng thời là chỉ đạo các trường quán triệt giáo viên trong việc sử dụng thiết kế của trung tâm công nghệ giáo dục, xác định được cái mục tiêu đối với cả đối tượng học sinh lớp mình cũng như là hiểu được cái ý đồ của thiết kế trước khi lên lớp. Và hàng năm thì phòng giáo dục đào tạo của chúng tôi cũng đều tổ chức sơ kết cái việc triển khai giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ để đánh giá cũng như là nhận định lại được cái kết quả đạt được qua việc thực hiện giảng dạy trong toàn huyện, nhằm rút ra được những cái bài học kinh nghiệm và cũng là định hướng cho công tác chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Có thể nói là giảng dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục là một giải pháp tích cực cho bài toán chất lượng môn tiếng Việt lớp 1 của huyện Bảo Yên. Bởi lẽ là qua học tiếng Việt lớp 1 công nghệ thì các em đã hiểu được ngôn ngữ một cách vững chắc, cặn kẽ, mang tính bản chất. Và đặc biệt ở đây là học sinh có những cái kỹ năng phân tích, được ngữ âm, nắm được cái cấu trúc của các kiểu vần, biết đọc, đọc đúng và tỷ lệ học sinh đọc trơn nhanh cao, nắm chắc được cái luật chính tả, nghe viết thành thạo. Học tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục thì bước đầu hình thành cho các em một số những cái thao tác cơ bản của hoạt động tư duy như là phân tích, so sánh và tổng hợp, thuận lợi cho việc phát triển ngôn ngữ, làm tiền đề để cho việc học tiếng Việt nói riêng và các môn học khác ở các lớp tiếp theo. Từ đó sẽ giúp cho học sinh mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong học tập và trong giao tiếp. Chào quý các thầy cô giáo, tôi hiện đang là giáo viên trường đại học số 1 Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tôi đã có 12 năm công tác ở vùng cao, thực hiện chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, năm nay là năm thứ 2. Nhưng tôi nhận thấy đây là một chương trình rất ưu việt, đặc biệt chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ rất phù hợp với mọi đối tượng ở các vùng miền. Hôm nay tôi cùng cô giáo Đinh Thị Phương Hồng, giáo viên trường tiểu học số 2 Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, giới thiệu tới quý các thầy cô giáo bài 2 âm phân biệt nguyên âm phụ âm tiết 5, 6, 7, 8 tuần 2 mẫu 3. Đối tượng học sinh của tôi chủ yếu là dân tộc Tày, Dao và Mông. Các em rất khó khăn trong việc giao tiếp ngôn ngữ tiếng Việt. Mẫu 3 là sự đặc trưng của chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, là bài học đầu tiên
thể hiện đủ 4 việc cơ bản. Trọng tâm nhất là việc 1. Sau học bài học mẫu 3, các em phát âm chuẩn về âm, biết cách phân biệt nguyên âm phụ âm, biết cách phát âm nguyên âm phụ âm, biết dùng các đồ vật ghi âm, dùng chữ để ghi âm bằng chữ in thường và chữ viết thường. Các em biết cách đánh vần tiếng ba, tiếng bà, các tiếng có dấu thanh, nghe và viết lại được câu ứng dụng. Từ quy trình thiết lập mẫu 3, các thầy cô có thể ứng dụng dạy tất cả các tiết dùng mẫu khác, giúp các em học sinh chiếm lĩnh một cách chủ động về các âm trong tiếng Việt. Ví dụ như dùng vật liệu là âm A và âm B, các em có thể nhận ra tất cả các nguyên âm và phụ âm khác, chỉ cần phát âm và cảm nhận luồng hơi đi ra. Khi dạy bài mẫu 3, lưu ý với các thầy cô giáo, khi dạy tiết lập mẫu phải làm đúng quy trình, cần chú ý việc 1 bởi đây là việc quan trọng làm nên giá trị của mẫu 3. Thầy giao việc rõ ràng, làm mẫu chính xác, lời nói của thầy càng ngắn gọn, học sinh càng dễ hiểu, giữa thầy và trò có sự giao lưu, tương tác, lớp học vui tươi tự nhiên. Đồ dùng của thầy và trò cần có sự đồng bộ trong quá trình dạy. Cần chú ý kiểm soát cách phát âm của học sinh, cách đánh vần tiếng ba, tiếng bà, tiếng bá, bả, bã, bạn. Đó là một số chia sẻ của tôi khi được thực hiện chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Kính chúc quý các thầy cô giáo thành công trong sự nghiệp giáo dục nói chung và trong việc thực hiện chương trình tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục nói riêng. Xin chân trọng. Cô chào các bạn. Mấy bạn quản ca cho lớp hát được bài. Tiếng thanh ngang ra làm hai phần. Hôm nay bằng cách phát âm, chúng ta sẽ học cách phân biệt nguyên âm và phụ âm. Phân biệt nguyên âm và phụ âm. Phân biệt nguyên âm và phụ âm. Cô mời tổ ba nhắc lại. Phân biệt nguyên âm và phụ âm. Phân biệt nguyên âm và phụ âm. Phân biệt nguyên âm và phụ âm. Cả lớp chú ý nghe cô phát âm. Ba. 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 Xin mời em. Ba. 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 Cả lớp phát âm lại tiếng ba. 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 Phân tích tiếng ba. Mời em. Ba, bờ, a, ba. Ba, bờ, a, ba. Ba, bờ, a, ba. Ba, bờ, a, ba. Bờ, a, ba. Cả lớp. Ba, bờ, a, ba. Tiếng ba có mấy phần? Cô mời em. Em thưa cô là có 2 phần, phần bờ và phần a. Giỏi quá, bạn nhắc lại. Rất tốt, bạn đàn nhắc lại cho cô nghe nào. Ba có 2 phần, phần bờ và phần a. Rất tốt. Vẽ mô hình tiếng có 2 phần.
chỉ tay vào mô hình phân tích tiếng ba. Cô mời em. Nói to lên. Đúng rồi. Mời cả lớp phân tích lại. Ba, bồ, a, ba. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nhận ra âm A và âm B khác nhau như thế nào. Phân biệt A và B. 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 Chỉ tay vào phần vần mô hình phát âm A. Mời em. Chỉ tay vào phần vần mô hình. Rất tốt. Chú ý nghe cô phát âm A. Bây giờ các bạn lấy lòng bàn tay đưa lên miệng, hứng luồng hơi đi ra rồi phát âm A. Mời cả lớp thực hiện. Tổ 1. Thấy luồng hơi đi ra thế nào? Cô mời em. Cô mời em. Con cho cô là đi ra từ to. Em nhắc lại. Con cho cô là đi ra từ to. Khi phát âm A, luồng hơi đi ra tự do, ta có thể kéo dài. Cả lớp quan sát cô phát âm A. Mời cả lớp thực hiện. Như vậy, khi phát âm A, chúng ta có thể kéo dài được không? Dạ. Cô mời em. Con chưa dạ. Là có. Giỏi quá. Bây giờ hai bạn quay mặt vào nhau, phát âm cho nhau nghe và nhận xét cách phát âm. Mời nhóm Châu thực hiện trước lớp nào. A, mời bạn nhận xét cách phát âm của tớ. Bạn há miệng ra, luồng hơi đi ra tự do. Mời bạn phát âm lại. A, mời bạn nhận xét cách phát âm của tớ. Bạn há miệng ra, luồng hơi đi ra tự do. Cả lớp khen nhóm bạn Châu. Rất là tốt. Cả lớp mình hãy thực hiện ngậm miệng phát âm A. Khi ngậm miệng có phát âm A được không? Cô mời em. Em thấy thế nào? Như vậy, khi phát âm A, phải há miệng cho luồng hơi đi ra tự do, ta có thể kéo dài ra được. Vậy, âm A gọi là nguyên âm. Âm A gọi là nguyên âm. Âm A gọi là nguyên âm. Mời tổ 1 nhắc lại. Thuộc loại âm gì? Cô mời em. Giỏi quá, cô mời em nhắc lại. Cách phát âm nguyên âm A như thế nào? Cô mời Châu. Giỏi quá, bạn nào nhắc lại? Cô mời em. Cả lớp tặng hai bạn một tràng pháo tay nào. Vậy A thuộc loại âm gì? Cô mời em. Mời cả lớp phát âm lại. Rất tốt, nghe cô phát âm. E. Cách phát âm E như thế nào? Cô mời em. Bạn nào bổ sung?
Cô mời em. Khi phát âm E, chúng tôi đi ra tự do và há luận ra và có thể kéo dài ạ. Giỏi quá, một tràng pháo tay cho bạn nào. Vậy E thuộc loại âm gì? Cô mời em. Mời em nhắc lại. Cho cô, E thuộc loại nguyên âm ạ. Mời cả lớp nhắc lại. E là nguyên âm. Tiếp nhá. Âm O phát âm như thế nào? Cô mời Đạt. Đúng rồi, bạn nào bổ sung? Cô mời em. Ngọc. Con nữa cô là con có thể hát được ra và lớn hơi đi ra tự do ạ. Cô mời em. Em nữa cô có thể kéo dài. Giỏi quá. Vậy O thuộc loại âm gì? Cô mời em nào. O thuộc loại nguyên âm ạ. Giỏi, cô mời em nhắc lại. Em nữa cô là O thuộc loại nguyên âm ạ. Đúng rồi. Tiếp nhá. U. Cách phát âm U như thế nào? Cô mời em. Con nói cô là phát âm U. Đúng rồi, đi ra tự do. Có thể há miệng ra và kéo dài ạ. Bạn nào nhắc lại? Cô mời em. Đúng rồi. Vậy U thuộc loại âm gì? Cô mời em. Mời cả lớp nhắc lại. U là nguyên âm. Rất tốt. Bây giờ chỉ tay vào phần đầu mô hình phát âm B. B. Chỉ tay vào phần đầu mô hình phát âm B. B. Mời em. Rất tốt. Quan sát và nghe cô phát âm B. B. Miệng cô như thế nào? Cô mời em. Khi phát âm B, miệng cô mím chặt, luồng hơi bị môi cản. Cô phải bật môi để phát âm. Mời cả lớp phát âm đúng cách. B. Rất tốt. Khi phát âm B, luồng hơi ra thế nào? Cô mời em. Khi phát âm B, luồng hơi bị cản lại. Cô muốn cả lớp thực hiện phát âm âm B kéo dài ra. Khi phát âm âm B, ta có thể kéo dài được không? Không. Cô mời em. Em đưa cô là không ạ. Em thực hiện. Rồi, rất giỏi. Bạn nào có ý kiến khác nào? Cô mời em. Có thể kéo dài được không? Như vậy là em đã kéo dài phần ờ mất rồi. Cả lớp phát âm lại nào. Khi phát âm bờ có kéo dài được không? Em. Con nhắc cô là không ạ. Mời em nhắc lại. Con nhắc cô là không ạ. Vậy khi phát âm bờ, miệng mím chặt, luồng hơi bị môi cản, phải bật môi để luồng hơi thoát ra. Hơi thoát ra thì tắt ngay, không thể kéo dài. Vậy âm bờ gọi là phụ âm. Âm bờ 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 là phụ âm. Cả lớp chú ý nghe cô phát âm. M. 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 Cách phát âm âm M như thế nào? Cô mời em. Cô mời em phát âm lại. M. M. Như vậy là khi phát âm M, miệng ta phải như thế nào? Đúng rồi. Nào bạn nào nhắc lại cho cô nào.
Tao như thế nào nhỉ? Giỏi quá. Vậy M thuộc loại âm gì? Cô mời em. Em nhắc lại. Cả lớp nhắc lại. M là phụ âm. Nghe cô phát âm tiếp. Chờ. 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 Cách phát âm âm chờ như thế nào? Cô mời em. Đúng rồi, ta có thể kéo dài được không? Cô mời em. À, vậy chờ thuộc loại âm gì? Mời cả lớp nhắc lại. Chờ là phụ âm. Tiếp theo. Vờ.